Thưa quý vị, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Nghệ An trời rét và tiếp tục có mưa. Ghi nhận trong ngày 11 tháng 1, không khí lạnh chi phối toàn bộ thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 18 độ C, vùng núi 13 đến 15 độ C, khu vực núi cao có nơi xuống thấp dưới 10 độ C. Hôm nay cũng được nhận định là ngày rét nhất ở miền Bắc trong tuần này. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 20 độ C, thấp nhất 16 độ C. Tình trạng mưa nhỏ và độ ẩm cao trên 80% khiến cảm giác rét gia tăng. Dự báo đêm 11 và ngày 12 tháng 1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ sẽ tăng nhẹ, dao động 14 đến 16 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ 16 đến 18 độ C, Thanh Hóa đến Nghệ An 17 đến 19 độ C. Bản đồ nhiệt độ của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trạng thái trên duy trì đến hết tuần này, khoảng ngày 14 tháng 1. Mưa rải rác cũng xuất hiện ở nhiều tỉnh, thành phố Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, do đang ở thời kỳ mùa khô, khu vực duy trì nắng ráo, chỉ mưa vài nơi về đêm.